máy bay chở Phó Tổng thống Malawi cùng 9 người, trong đó bao gồm một cựu đệ nhất phu nhân nước này, đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi rời thủ đô hôm 10 tháng 6. Theo thông tin từ nội các Malawi, máy bay của không quân Malawi chở Phó Tổng thống Charles Chidima và 9 người khác đã cất cánh từ thủ đô Lilongwe lúc 9 giờ 17 phút ngày 10 tháng 6. Máy bay dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Muzu, cách thủ đô khoảng 380 km về phía Bắc. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi, tầm nhìn kém nên máy bay không thể hạ cánh như dự kiến. Kiểm soát không lưu đã yêu cầu máy bay quay trở lại. Tuy vậy, ngay sau đó máy bay đã mất liên lạc và hoàn toàn biến mất. Tổng thống Malawi cho biết, binh lính đang rà soát các khu rừng, miền núi gần một thành phố phía Bắc đất nước. Hoạt động tìm kiếm đang được khoanh vùng trong bán kính 10 km tại một khu bảo tồn ở khu vực này. Ông Chidima, 51 tuổi, được coi là ứng cử viên tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử vào năm tới. Năm 2022, ông từng bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, hồi tháng trước, tòa án Malawi đã hủy cáo trạng đối với ông sau khi cơ quan công tố đệ trình thông báo yêu cầu đình chỉ vụ án. Ông Chidima cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái.